Xin chân anh cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đảo Kinh Dị. Bạn giờ nghe chuyện về súc thần, là thần linh của tất cả loại gia súc. Hay rằng nuôi dê mà cho chúng ăn thịt người, bạn sẽ có món thịt dê ngon hảo hạng không đâu có trên đời. Có vẻ cũng hấp dẫn đấy đúng không nào? Vậy thì con chân chưa gì nữa không cùng Đảo Kinh Dị đến với. Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị, dê ăn thịt người, phần 1. Đây cũng không phải là câu chuyện quỷ quá lương thần, nhưng giải thích rõ con người, khi thực sau ma quỷ càng đáng sợ hơn, tàn nhẫn hơn. Mặc dù động vật dịu ngoan như dê, dưới tác dụng của con người cũng có thể biến thành sói. Giống như một quyển sách của Thomas More đã viết, cừu thì vốn rất là thuần phục, ham muốn không nhiều, bây giờ chúng lại trở nên rất là tham lam và hung ác, thậm chí muốn ăn thịt cả con người. Chúng muốn săn bằng đồng ruộng, nhà cửa và thành thị của chúng ta. Câu chuyện này bắt nguồn từ một kỳ nghỉ một tuần đã lâu lắm mà tôi mới có được. Thu dọn xong hành lý vật phẩm cần thiết, ngắn gọn tạm biệt với đồng nghiệp, liền rời khỏi thành phố. Tôi thì luôn muốn không ràng buộc, du lịch khắp mọi nơi. Cuối cùng cũng có cơ hội ngắn ngủi thay đổi cuộc sống buồn tẻ của mình. Đương nhiên là vô cùng mừng rỡ. Nhưng khi mà tôi đang do dự làm sao phung phí thời gian, vốn là bình thường, lại chính là thời gian quý như vàng bạc nhất đối với người thành phố như tôi. Một cậu bạn đại học bỗng nhiên mời tôi đến làng quê cậu ta ở. Cậu ta thì vốn là một học sinh bình thường, từ quê lên. Cũng không ưu tú 10 phần như trong tiểu thuyết tình yêu thông thường. Cũng không quen biết một cô gái nhà giàu tài hoa, lại yêu thích cậu ta. Lại càng không có chuyện khi không ôm vai người ta giống to, em có yêu anh hay không, anh hai bàn tay trắng. Đương nhiên là cậu ta càng không thể nào trình diễn một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt. Tóm lại là có thể đã khiến mọi người thất vọng, cậu ta chỉ là một thầy giáo làng rất là bình thường. Kỳ thực là cậu ấy có thể không cần trở về quê, hơn nữa cậu ấy cũng không hoàn toàn nguyện ý. Nhưng đây lại là một lời hứa hẹn. Người của cả thôn đã góp tiền nuôi cậu ấy lên đại học. Có lẽ là bạn sẽ nói không phải là có cho vay tiền giúp học hành hay sao. Nhưng chúng ta sinh trưởng ở thành thị, không thể nào hiểu được sự tự tôn, phải chịu xin đồ bố thí và sự bất đắc dĩ giữa tiền đồ và tôn nghiêm. Một khi mà đã nhận tiền, chắc chắn là trên người mình đã đóng lên một dấu ấn. Nếu liên lạc nhiều thì nói là tham tiền, hờ hững thì lại nói là vòng nghĩa. Huống chi chút tiền ít ỏi kia, con chuẩn bị vì những học sinh gia cảnh bần hàn nhất, có thể thi vào đại học danh tiếng. Bạn học tôi vừa không nghèo rất mùng tơi, lại vừa không thuộc loại thi đặc biệt là ưu tú. Cho nên so ra, cậu ta thà tiếp nhận quyền góp của bà con. Có lẽ là nói một khoản giao dịch càng thích hợp hơn. Cuối cùng thì cậu ấy đồng ý trở về dạy dỗ bọn nhỏ, mắt mở to, mũi chảy ròng ròng kia. Tuy rằng cuộc sống đại học nhiều ít đã thay đổi cậu ấy, nhưng khi tìm việc làm, cậu ấy vẫn quyết tâm trở về. Lời hứa của đàn ông thì không thể nào hứa bậy, nếu đã hứa sẽ phải thực hiện đến cùng, trừ phi là tới chết. Khi tôi hỏi cậu ấy nguyên nhân, bạn tôi mỉm cười trả lời như vậy. Nhoáng cái thì đã qua 3 năm, nếu cậu ấy chủ động mời tôi, xem ra chỉ ít cuộc sống cậu ấy không tồi. Tôi trước giờ thì ghét du lịch đến những nơi cảnh quan nhân tạo. Phàm là thứ gì mà đã qua gia công đều đánh mất đi linh hồn. Dựa theo cách nói của một số người, vật phi hoạt vật, cảnh phi hoạt cảnh. Giống như là tiêu bản làm giả kia, có chế tạo hoàn mỹ đến mấy, nó vẫn mãi mãi là tiêu bản, là đồ giả mà thôi. Thôn này của cậu ấy thì không hề xa xôi cho lắm, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi đồng ý đến. Dù sao thì kỳ nghỉ một tuần hữu hạn, tôi phải phân chia kế hoạch tối ưu hóa một chút. Đi qua hành trình 6 giờ cao tốc và 2 giờ xe khách lắc lư, tôi mang theo mệt mỏi trong bóng đêm tìm được thôn trang đó. Thà nói là thôn, chắc bằng nói là một thảo nguyên xanh biếc vĩ đại. Tôi hầu như cho rằng mình đã đến Nội Mông mênh mông bát ngát, chuông dê dựng khắp nơi, cũng từng vùng đồng cỏ, khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có lẽ nào ở vùng quê này cũng thích hợp nuôi dê hay sao? Khi tôi còn đang hoang mang, một người ông mặc quần áo mộc mạc, thân hình cao lớn từ cách đó không xa đi tới. Cái bóng sau lưng thì kéo rất dài, giống như một cây kiếm màu đen cắm thẳng vào thôn. Mãi đến khi tới trước mặt, tôi mới nhận ra được cậu ấy. Cũng không phải vì sắc trời u ám, bởi vì tướng mạo cậu ấy thực sự đã thay đổi quá mức. Thời đại học thì cậu ấy cực kỳ gầy yếu, tuy rằng rất là cao nhưng bình thường cơ thể còng xuống như một con tôm lớn vậy. Hốc mắt hõm sâu luôn mang theo bi thương và buồn khổ khó mà gọi tên, phảng phất như bị một đám mực dày không cách nào tan ra. Mà cậu ấy bây giờ thì lại tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Có lẽ là nói không dễ nghe, hơi có chút cảm giác của nhà giàu mới nổi. Tôi bỗng nhiên thật là tò mò, trong 3 năm cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Âu Dương à, tớ chờ cậu ở cửa thôn đã rất lâu rồi. Cậu ấy bước dài đi tới, một tay nhận lấy túi hành lý của tôi. Xong không biết vì sao tôi lại từ chối. Thứ nhất là đồ đạc không nặng lắm, thứ hai là tôi trước giờ không quen để người khác xách túi của mình. Cậu ấy thì cũng không hề để ý, như trước vô cùng là vui mừng, kéo tôi đi về phía trước. Tay của cậu ấy dùng sức rất là lớn, hầu như bóp cánh tay Trường Kỳ đánh máy mà dẫn đến cơ thịt gần héo rút của tôi phát đau. Đi vào thì tôi chỉ ngửi thấy mùi đồng cỏ thơm ngát và mùi gây của dê hòa lẫn với mùi như mùi xà bông. Người nơi này dường như rất ít, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Song họ nhìn qua giàu có hơn so với những thôn dân khác. Tôi lờ đãng nhìn lại vài lần. Mỗi nhà đều ở nhà như biệt thự trong thành phố vậy, mà trong nhà thì không còn đậu xe đạp hay máy cày, thay vào đó là mô tô và xe hơi. Tôi chợt nhớ tới là thôn này không phải là địa phương khá nghèo hay sao? Trong vòng 3 năm sao lại có thể biến đổi nhiều như vậy? Tất cả những thứ này thì công lao đều thuộc về những con dê đáng yêu kia. Anh bạn lôi kéo tôi đi tới một tòa kiến trúc quy mô vĩ đại, hơn so rất là nhiều với những nhà dân khác. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra ủy hội thôn của nơi này. Ngạc nhiên nhiều, nghi vấn lại càng nhiều hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vừa theo cậu ấy vào vừa nói. Tớ dẫn cậu vào đi gặp trưởng thôn trước. Cậu ấy không trả lời tôi, chỉ phấn khích kéo tôi vào trong. Bên trong thì càng rộng lớn, thậm chí lắp đặt thiết bị sao hòa vượt cả tòa soạn của tôi, phần lớn có thể sánh cùng cơ quan thành phố. Chỗ góc lầu, tôi thấy trưởng thôn mà bạn học giới thiệu, một người đàn ông trung niên đầu béo tròn nhưng dáng người thấp lùn, trên cái đầu chọc lóc dưới ánh đèn chiếu xuống lại lấp lánh tỏa sáng. Khóe miệng ngậm một điếu thuốc rơm, hai tay thì chắp sau lưng, đang cùng trò chuyện với một người khác. Trưởng thôn thì mặc một bộ âu phục nhưng không vừa vặn cho lắm, vạt áo kéo dài cùng chồng lên ống quần, khiến người ta cảm thấy ông ta như một diễn viên hài vậy. Trong bộ âu phục rộng mở cũng không phải là áo sơ mi vừa vặn và cà vạt, khiến tôi dở khóc dở cười hơn nữa. Đó lại là một cái áo khoác bông trắng không tay. Cảnh tượng kia không thua gì nhìn thấy một người đang dùng nĩa ăn cơm vậy. Người trò chuyện với trưởng thôn mang mắt kính gọng vàng, trong mắt trắng nhiều đen ít, lồi hẳn lên, mặt hẹp dài với cái cằm nhọn hoắt trơn nhẵn, không một cọng râu, không ngừng mổ như gà con mổ thóc. Dưới nách hắn kẹp một túi công văn màu đen sẫm. Hai người thì dường như đang thương lượng hoặc đã đạt thành thỏa thuận gì đó. Cứ quyết định như vậy đi, giá cả có thể nhượng bộ thêm nữa Ngô Tổng ạ. Chúng tôi thì cũng là thôn nghèo, mọi người đều trông cậy vào những súc sinh này kiếm sống qua ngày. Lời của trưởng thôn mặc dù vô cùng là khiêm nhường, nhưng giọng ngược lại là như là thượng cấp, giàn dạy hạ cấp. Người được gọi là Ngô Tổng kia cũng chỉ đáp ứng. Thấy chúng tôi tới, hắn biết điều lập tức cáo từ. Lúc đi ra nhìn tôi một cái, chần chừ một chút, đẩy gọng kính lên trên sống mũi, thình lình ngẩng cao đầu. Từ trong cái mũi dài nhỏ như tăm chĩa răng, hừ một tiếng, sượt qua vai đi ra ngoài. Tôi đang cảm thấy người này ngang ngạnh, bạn tôi đã kéo tôi đến trước mặt trưởng thôn. Đây là bạn đại học thân nhất của tôi, cậu ấy chính là phóng viên trong thành phố mà tôi thường nhắc tới. Bạn tôi phấn khích giới thiệu, tôi lễ độ vươn tay ra. Trưởng thôn cũng đưa tay ra như vậy, song trong tay ông ta chỉ là tàn thuốc. Ồ, hóa ra là phóng viên lớn à? Tiểu Lương thường nhắc cậu với tôi, lần này cậu tới nhất định là phải đưa tin thật tốt về thôn chúng tôi, làm chút tuyên truyền đấy mà. Tiếp theo là ông ta lại nói thêm mấy câu khách sáo, bạn tôi lại dẫn tôi đi ra ngoài. Thôn các cậu thì dựa nuôi dê mà làm giàu à? Tôi nhớ là bạn tôi thời đại học tuy rằng học máy tính nhưng lại thích đến thư viện xem sách sinh vật, nuôi trồng cây, nông nghiệp hơn nhiều, và lại rất hay nghiên cứu. Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn thế, tôi sẽ dẫn cậu đi xem ngay thôi. Trên mặt cậu ta mang vẻ thần bí, tôi cũng không đoán ra được gì. Đi xuống dưới lầu thì trông thấy một chiếc xe hơi lái khỏi thôn, xem ra đây là xe Ngô Tổng kia. Bạn tôi đưa tôi tới một cái chuồng dê cực là lớn, phía trên là nóc nhà tam giác dạng kéo nghiêng, lợi cho giải nhiệt. Mặt đất thì cũng rất là trơn nhẵn, không có bất kỳ khe nứt hay hố nào, hơn nữa có bằng có nghiêng. Chắc là để bầy dê tụ tập dùng bài tiết phân và nước tiểu. Chuồng dê thì có hình tam giác ngược, hai bên có chứa một đường thoát nước rộng nửa người. Rào chắn chuồng dê dày từ 10 đến 15 cm. Tôi sờ một cái là bê tông và gạch đá xây thành, gạch đá thì là hẳn gạch xám, hơn xa gạch đỏ thành phố bây giờ, đông ấm mà hạ lại mát. Xem ra là loài dê có sống thoải mái hơn cả chúng ta. Chuồng dê mà xây dựng hợp lý hay không có liên quan rất là lớn với sự sinh trưởng phát dục của dê. Từ xưa tới nay vùng này bọn tớ sản xuất nông nghiệp đều là nuôi thả, chuồng lót có ủ phân, có dê bò cùng chuồng, chuồng ẩm ướt, ánh mặt trời không đủ, dê lại hay mắc bệnh, xuất hiện tình trạng sơn hạ phát triển, thu mập rồi đông lại chết. Cho nên thiết kế chuồng dê hợp lý là vô cùng quan trọng. Yêu cầu cơ bản của chuồng dê là thông gió khô ráo, vệ sinh sạch sẽ, hạ lạnh mà đông lại ấm. Hơn nữa chọn ở trung tâm đồng cỏ hơn, như vậy nuôi thả sẽ dễ dàng, bầy dê không dễ bị nhiễm bệnh. Cậu ta thao thao nói bất tuyệt. Tớ thì tuy không hiểu nuôi trồng, nhưng e rằng những thứ này cũng chỉ là quy tắc nuôi dê cơ bản nhất. Hãy giải thích rõ hơn xem các cậu ở đây sao lại bán dê giỏi như vậy. Tôi nhớ tới Ngô Tổng vừa rồi, đột nhiên có chút cảm giác quen mắt. Người mà cậu thấy kia là thương nhân trong thành phố, vận chuyển bán sỉ thịt dê béo, lượng rất là lớn. Không chỉ ông ta mà cả nước rất nhiều người đều đến nơi này của bọn tớ. Trong vòng 3 năm qua, thôn này thoáng cái đã trở thành thôn giàu có nổi tiếng xa gần. Rất nhiều người đều biến ruộng cày thành thảm cỏ. Tổ tiên đời đời đều nông dân, dựa bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đều ném hết cuốc để nuôi dê. Người xung quanh cũng rối rít bắt chước. Đáng tiếc là dê của họ không cách nào nuôi tốt được như tớ. Cậu ta đã khinh thường nhún vai. Đây là một động tác thói quen của cậu ta mỗi thời đại học. Mỗi khi mà cực kỳ là phấn khích hoặc lúc thắng lợi, cậu ta đều thích làm như vậy. Dê của cậu? Tôi khó hiểu hỏi. Đúng vậy, dê của tớ. Mặt của cậu ta thay đổi biểu cảm, cắn chặt răng, giống như lòng ôm thù hận. Giống như chúng tôi không phải đề cập đến dê, mà là con của cậu ấy, hoặc dứt khoát một phần của thân thể. Dê của tớ đây không chỉ có chất thịt ngon, người ăn xong thịt dê nơi này thì đều khen không dứt miệng. Hơn nữa so với những thứ thịt dê khác tốt kém rõ rệt hơn. Thậm chí năng lực sinh sản sinh trưởng đều ưu tú hơn dê thường. Dê trưởng thành bình thường 60 ngày có thể vỗ béo xuất chuồng, còn dê tớ nuôi thì chỉ cần 40 ngày là được. Bạn tôi tiếp tục chậm rãi nói, nhưng gió đêm khiến tôi chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bắt đầu từ khi bước vào thôn, tôi dường như luôn cảm thấy có đôi mắt đang ngó chừng mình. Hơn nữa, chủ nhân ánh mắt này dường như không phải là người. Và video đến đây thì cũng là hết mất rồi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cùng đón xem tiếp nhá. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Đảo Kinh Dị để được đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.